có tiền cân không? Bình thường. Bán thì cái này thì đắt lắm. Nhưng mà cái này thì về làm giống. À, làm giống à? Vâng. Đắt nhưng mà đắt là bao nhiêu? Đắt nó phải 200.000 một cân. 200.000 một cân nữa. Cân nếu anh này ăn thì tuyệt tác. Thế ạ? Không phải nghĩ. Tức là Thái Lan là mình nhập về lâu chưa? Nhập gần năm rồi, khoảng độ tháng 3 là đẻ đấy. Lúc nào cũng có ăn hả bác? Hả? Lúc nào cũng có ăn được à? Lúc nào cũng có. Ở nhà lúc nào cũng có. Con này là bao nhiêu? Con này cứ 6 lạng. 6 lạng. Bình thường là, nhưng mà đây là to nhất là gì? À, to nhất nó phải 9 lạng một cân. 9 lạng một cân. Ừ. Cái này thì tuyệt vời rồi. Như này là bao nhiêu thời gian đây bác? Cái này thời gian nó 1 năm rồi. 1 năm rồi. Đang có trứng. Ừ, thả hay thói. Ngon hơn ếch mình ạ? Ngon lắm. Tỷ lệ nặng bao nhiêu? Vâng. Ếch Thái Lan này. Vâng. Bác ở Trung Mỹ à? Ở Trung Mỹ, vâng. Thế bây giờ mà muốn mua của bác thì liên hệ được đâu? Được, liên hệ được hết. Bác bác có cái gì không? Chắp đây. Vâng. Coi như là sáng hết một thiếp cắp rồi. Vâng. Mệt lắm. Bây giờ cả... Nhà bận. Nhưng mà để không thì nó vẫn sống đúng không? À, bây giờ vô tư để hai một tháng. Cứ cho tải dùng cái này để một tháng vô tư không ảnh hưởng gì. Ếch gì ếch ở Thái Lan à? Vâng. Cái này bác cho ăn cái gì bác? À, cho ăn coi như cua cá thôi. Cua cá thì... để làm giống. Cua cá. À đây bác đấy để cho nó lấy con đúng không? Để lấy con lấy trứng. Vâng. À, bán cho dân đúng không? Xong rồi cũng đẻ ra bán cho dân. Bán cho dân thì là con bán như nào? À, con thì bán 1.200 một con này. 1.200 một con. Nuôi 2 tháng rưỡi là bán được thì. Vâng. 1.200 mà xong nuôi như này là bán được gần trăm đúng không? Đấy. Tháng rưỡi cơ. À, 2 tháng rưỡi. À. Hay đấy nhỉ. To như này nó nuôi bao lâu? Con to này là nuôi gần 1 năm rồi. Ừ. Tỉnh qua 1 năm rồi. Bây giờ thịt ra cái da này ăn chật chật như là da gà. Bộ Tết ăn được đây nhỉ? Úi giời, cái này thì không chê được. À nhưng mà con này từ mùa đông nó ấy mà. À mùa đông thì phải bây giờ phải vào uống. Vâng. Đấy. Vâng. Nào nhiệt độ nó khoảng 25 độ đảo lên. Vâng. Chết là nó không chịu được nhiệt. Đấy, đấy. Con này nó phải to gấp 5 lần con của mình. Ừ, thì nó mới dạ giống cắn bên nào ra bên đấy dạ giống nó khỏe nó mới nhanh lớn được à. Phát triển tốt nhưng mà là cái này nuôi nó có kén nó hơn mình không? Không kén nó lại khỏe cơ à. Giống khi nó to thì nó có lực nó lại khỏe hơn giống mình to nhỉ mà này chắc nó không nhảy đâu nhỉ nó như thế nào nó không nhảy á vâng vì thế trông thì lạnh thế thôi chứ nhảy thì á vâng 1.200 một con này đúng không 1.200 con lúc nào cũng có nói chung là hay là bây giờ là không có bây giờ là nghỉ rồi vâng từ tháng cuối tháng 3 rồi đẻ đầu tháng 4 thì lúc là có liên tục vâng đấy nhưng mà mua thì có phải cái thiết bị mà mình chở thì có thiết bị thì coi như là nếu một người nó phải đặc biệt không đến thăm hàng xong rồi thuê coi người chở vâng. Đến tận nơi vâng. Cũng loại gì cả vâng. Đảm bảo hàng luôn vâng. Người coi như là sẽ tư vấn qua cái kỹ thuật luôn vâng. Năm nay thì bán được khoảng 150 vạn. Nhưng mà bác ơi, nhưng mà một cái như này nhá. Vịt nó nhỏ như này thì bác nuôi được bao nhiêu con? Cứ 1 mét vuông là được 100 con. 100 con? Ừ. Bây giờ ông cần nhiều nước không? À? Cần nhiều nước không? Cần thế này thôi. Ôi, thế này thôi. Thế này thôi, nhiều hơn vệ sinh. Vệ sinh mỗi ngày một lần hoặc hai lần. Là tốt. Đấy. Ông nuôi cạn được mà nuôi ao được. Nuôi ao thì ông mấy cái tráng lên. Vâng. Cái tráng lưới xong lót chốt vào nó nổi lên. Thế là ông nuôi vào vô tư. Nuôi nuôi cá. Trên cạn thì dưới nước cá. Ừ, trên cạn thì ông đóng bốn cái cọc này là ông quay cái bảng lên là ông nuôi to thích to, nhỏ thích nhỏ, nuôi nhiều. Vâng. Mà mãi không vấn đề gì cả. Bác là vâng. Hay quá nhỉ. Vâng.